Liên kiều là một loại thảo dược, trong đó quả được dùng làm thuốc. Liên kiều thường được sử dụng để giảm sưng các đường dẫn không khí nhỏ trong phổi, viêm phế quản, viêm amidan, đau họng, sốt, nôn mửa, bệnh tim, bệnh lậu, đau và sưng, viêm, phát ban da nặng kèm với sốt và nôn gây ra bởi vi khuẩn. Đôi khi liên kiều được tiêm tĩnh mạch kết hợp với các loại thảo mộc khác để điều trị viêm phế quản. Liên kiều có thể được sử dụng cho các mục đích sử dụng khác. Bạn nên tham khảo bác sĩ hoặc thầy thuốc để biết thêm thông tin. Liều dùng thông thường của liên kiều là gì? Liều dùng của liên kiều có thể khác nhau đối với những bệnh nhân khác nhau. Liều lượng dựa trên độ tuổi, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề cần quan tâm khác. Liên kiều có thể không an toàn, bạn hãy thảo luận với thầy thuốc hoặc bác sĩ để tìm ra liều dùng thích hợp. Dạng bào chế của liên kiều là gì? Liên kiều có các dạng bào chế. Dạng tươi, chiết xuất, rượu thuốc. Tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng liên kiều? Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến thầy thuốc hoặc bác sĩ. Trước khi dùng liên kiều, bạn nên biết những gì? Bạn nên báo cho bác sĩ bất kỳ loại thuốc hoặc thảo dược nào bạn đang sử dụng trước khi bắt đầu dùng liên kiều. Tham khảo ý kiến bác sĩ, thầy thuốc. Nếu bạn có thai hoặc cho con bú, bạn chỉ nên dùng thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ. Bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác? Bạn có dị ứng với bất kỳ chất nào của cây liên kiều, các loại thuốc hoặc thảo mộc khác? Bạn có bất kỳ rối loạn hoặc tình trạng bệnh nào khác? Bạn có bất kỳ dị ứng nào khác với thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hay động vật? Những quy định cho liên kiều ít nghiêm ngặt hơn những quy định của tân dược. Cần nghiên cứu sâu hơn để xác định độ an toàn của vị thuốc này. Lợi ích của việc sử dụng liên kiều nên cân nhắc với nguy cơ có thể xảy ra trước khi dùng. Bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn của thầy thuốc hoặc bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này. Mức độ an toàn của liên kiều như thế nào? Không có thông tin về sự an toàn khi uống chiết xuất hoặc rượu thuốc của liên kiều. Có một số thông tin cho thấy dạng tiêm có thể an toàn khi dùng ở trẻ em. Đối với người vừa mới phẫu thuật, cần cẩn trọng khi sử dụng liên kiều, bởi vì liên kiều có thể làm chậm đông máu, gây chảy máu trong và sau khi giải phẫu. Bạn nên ngừng dùng liên kiều ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật theo lịch trình, phụ nữ mang thai và cho con bú. Không có đủ thông tin về việc sử dụng liên kiều trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn của thầy thuốc hoặc bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này. Liên kiều có thể tương tác với những gì? Thảo dược này có thể tương tác với những thuốc bạn đang dùng hay tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Tham khảo ý kiến tư vấn của thầy thuốc hoặc bác sĩ trước khi sử dụng liên kiều. Sản phẩm có thể tương tác với liên kiều là thuốc làm chậm đông máu. Dùng liên kiều chung với thuốc làm chậm đông máu có thể làm tăng nguy cơ bị bầm tím và chảy máu. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Đại Việt về công dụng và một số lưu ý khi dùng liên kiều. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về thảo dược trong những video lần sau nhé. Thảo Dược Đại Việt xin cảm ơn.